Ủa đang quay hả? Ok ok thì mọi người ơi, thì Barber Shop Vũ Trí là một cái điểm cắt tóc duy nhất và duy nhất của Thái Vũ cũng như mấy anh em của Pháp TV. Thì mọi người hãy nhớ qua ủng hộ Barber Shop Vũ Trí nha, có rất là nhiều chi nhánh cho các bạn lựa chọn luôn. Và nhớ vài bữa nữa, vài tháng nữa, có thể là vài tuần nữa sẽ có một cái clip MV, một bài nhạc cũng giống như cái bài mà mày đi đâu đây lần trước vậy đó. Ê, mày đi đâu đây? Mày đó, mày đó, mày đi đâu đây? Tao đi cắt tóc. Vậy mời mày vô. Bữa sau tao ghé. Mày đi vô đây đi. Nhưng mà bài này sẽ sung hơn, sẽ quẩy hơn. Đó là một bài nhạc khá là chơi bời của Barber Shop Vũ Trí. Và hiện tại thì tôi đang ở chi nhánh 271 Khánh Hội, thì mọi người nhớ qua ủng hộ. Nhớ nha, nhớ nha, nhớ nha. Rồi cắt tiếp đi anh ơi. Ok, cảm ơn mọi người, nhớ nha, ủng hộ cho Barber Shop Vũ Trí. Yeah yeah yeah.